Cô xin giới thiệu, cô tên là Trần Thị Thu Hiền, giáo viên bộ môn toán tại trường trung học cơ sở Lê Thị Hồng Gấm, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Cô rất vui khi đồng hành cùng các em trong tiết học hôm nay. Tiết 40, ôn tập chương 2, tam giác, thuộc chương trình hình học lớp 7. Trong bài này, chúng ta sẽ ôn tập một số nội dung chính trong chương 2. Đó là tổng ba góc của một tam giác, các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, các tam giác đặc biệt và định lý Pythagore. Đầu tiên, ta đi vào phần 1, quan hệ giữa các góc trong một tam giác. Các em theo dõi bản tóm tắt sau. Ta sẽ nhắc lại về tổng các góc trong một tam giác, góc ngoài của tam giác, các góc trong tam giác vuông. Ta có định lý tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ. Như vậy, tam giác ABC có góc A cộng góc B cộng góc C bằng 180 độ. Mối quan hệ thứ hai, góc ngoài của tam giác. Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của hai góc trong không kề với nó. Trong hình vẽ, ta có góc B1 là góc ngoài của tam giác ABC. Khi đó, góc B1 bằng góc A cộng góc C. Và vì góc B1 bằng tổng hai góc A và C, nên ta suy ra được góc B1 sẽ lớn hơn góc A và góc B1 sẽ lớn hơn góc C. Mối quan hệ thứ ba, các góc trong tam giác vuông. Trong tam giác vuông có một góc bằng 90 độ. Hai góc còn lại là hai góc nhọn phụ nhau. Cụ thể, tam giác ABC vuông tại A có góc A bằng 90 độ, góc B cộng góc C 90 độ. Bây giờ, các em hãy vận dụng kiến thức này vào giải bài toán sau. Bài 1. Các em hãy điền đúng hoặc sai đối với các khẳng định sau. Khẳng định 1. Tam giác ABC có góc A bằng 50 độ, góc C bằng 100 độ, thì góc B bằng 30 độ. Để biết câu này đúng hoặc là sai thì ta đi tính số đo của góc B. Ta sẽ vận dụng định lý tổng các góc trong một tam giác. Tam giác ABC có góc A cộng góc B cộng góc C bằng 180 độ. Thay số vào, 50 độ cộng góc B cộng 100 độ bằng 180 độ. Ta suy ra được góc B sẽ bằng 180 độ trừ đi cho 50 độ trừ đi cho 100 độ. Vậy góc B sẽ bằng 30 độ. Do đó, khẳng định 1 sẽ là một khẳng định đúng. Khẳng định 2. Góc ngoài của một tam giác luôn luôn lớn hơn mỗi góc trong tam giác đó. Các em hãy theo dõi hình vẽ dưới đây. Góc Q2 là góc ngoài của tam giác MNQ. Nhưng góc Q2 lại bé hơn góc Q1. Bởi vì góc Q2 là góc nhỏ, còn góc Q1 là góc tù. Đây là một ví dụ để ta có thể kết luận được rằng khẳng định 2 là khẳng định sai. Ta sang khẳng định 3. Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn bù nhau. Ta dễ dàng nhận ra ngay khẳng định này là một khẳng định sai. Bởi vì trong một tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau. Khẳng định 4. Tam giác DEF có góc D bằng góc E cộng góc F và góc E bằng góc F thì góc E bằng 45 độ. Bây giờ ta sẽ kiểm tra xem góc E có bằng 45 độ hay không. Tam giác DEF là tam giác có góc D cộng góc E cộng góc F bằng 180 độ. Mà góc D thì lại bằng góc E cộng góc F,
Do đó mà góc D nó sẽ bằng 180 độ chia 2 bằng 90 độ. Mặt khác, ta có góc E bằng góc F. Vì vậy mà góc E bằng góc F sẽ bằng 90 độ chia 2 và bằng 45 độ. Vậy khẳng định 4 là khẳng định đúng. Ta chuyển sang nội dung ôn tập thứ 2. Các tam giác đặc biệt. Trong chương này thì các em đã được học về tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông và tam giác vuông cân. Bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại định nghĩa, tính chất của chúng. Thứ nhất là tam giác. Tam giác ABC là hình gồm 3 cạnh AB, AC và BC. Trong đó, 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Thứ hai là tam giác cân. Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau. Và trong tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau. Cụ thể, tam giác ABC là tam giác cân tại A. Ta có cạnh AB bằng cạnh AC. Và hai góc ở đáy là góc B và góc C bằng nhau. Thứ ba là tam giác đều. Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau. Và trong tam giác đều, 3 góc chúng bằng nhau và bằng 60 độ. Tiếp theo là tam giác vuông. Tam giác vuông là tam giác có 1 góc vuông. Trong tam giác vuông, 2 góc nhọn phụ nhau. Cạnh đối diện với góc vuông ta gọi đó là cạnh huyền. Hai cạnh còn lại ta gọi là hai cạnh góc vuông. Và cạnh huyền là cạnh lớn nhất trong tam giác vuông. Tam giác tiếp theo, tam giác vuông cân. Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau. Và trong tam giác vuông cân thì hai góc nhọn sẽ bằng nhau và cùng bằng 45 độ. Vậy câu hỏi đặt ra của cô là một tam giác cần có thêm điều kiện gì thì nó trở thành một tam giác cân, một tam giác đều, một tam giác vuông hoặc là một tam giác vuông cân. Các em hãy theo dõi sơ đồ sau. Tam giác chỉ cần có hai cạnh bằng nhau hoặc là hai góc bằng nhau thì ta kết luận được đó là tam giác cân. Tam giác có 3 cạnh bằng nhau hoặc là 3 góc bằng nhau thì ta kết luận đó là tam giác đều. Hoặc là một tam giác cân có 1 góc bằng 60 độ thì ta cũng đủ để kết luận đó là tam giác đều. Và một tam giác có thêm 1 góc bằng 90 độ thì ta kết luận được rằng tam giác đó là tam giác vuông. Hoặc ta có thể sử dụng định lý Pythagore đảo. Tam giác ABC có BC bình bằng AB bình cộng AC bình thì ta đủ kết luận được rằng tam giác ABC vuông tại A. Và tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau hoặc là hai góc nhọn bằng nhau thì ta kết luận được rằng tam giác vuông đó là tam giác vuông cân. Hoặc ta có thể chứng minh tam giác vuông cân dựa vào tam giác cân. Tam giác cân có một góc bằng 90 độ. Ta kết luận rằng tam giác cân đó là tam giác vuông cân. Các em hãy vận dụng giải bài tập 2 sau. Các em hãy chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau. Câu 1. Tam giác MNP có MN bằng NP bằng MP thì A. Tam giác MNP là tam giác cân. B. Tam giác MNP là tam giác đều. C. Tam giác MNP là tam giác vuông. D. Tam giác MNP là tam giác vuông cân. Ta thấy rằng tam giác MNP có 3 cạnh bằng nhau.
thì theo định nghĩa, tam giác đó phải là tam giác đều. Vậy ta chọn đáp án ở đây là đáp án B. Ta sang câu thứ hai. Tam giác DEF có DE bằng DF. Khi đó, A, gốc E bằng gốc F. B, gốc D bằng 180 độ trừ 2 lần gốc E. C, gốc F bằng 180 độ trừ đi gốc D tất cả chia 2. D, cả A, B, C đều đúng. E, cả A, B, C đều sai. Bây giờ để tìm được đáp án đúng thì ta tiến hành vẽ hình. Ta có tam giác DEF có hai cạnh DE bằng DF. Nên tam giác DEF sẽ là một tam giác cân tại D. Các em theo dõi hình vẽ. Vậy ta suy ra được gốc E bằng gốc F. Do đó đáp án A sẽ là một đáp án đúng. Tuy nhiên có đáp án D là cả A, B, C đều đúng, nên ta phải kiểm tra đáp án B và C có đúng hay không. Tam giác DEF cân tại D. Gốc D là gốc ở đỉnh, nên số đo của gốc D sẽ bằng 180 độ trừ đi 2 lần gốc E, hoặc là gốc D sẽ bằng 180 độ trừ đi 2 lần gốc F. Còn gốc F là gốc ở đáy, số đo của gốc F sẽ bằng 180 độ trừ đi cho số đo của gốc ở đỉnh tất cả chia 2. Vậy ở đây cả đáp án B và đáp án C cũng đúng luôn. Do đó ta chọn đáp án đúng nhất chính là đáp án D. Tiếp theo ta sang nội dung thứ 3. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác. Các em hãy theo dõi hình vẽ trên bảng và cho cô biết mỗi hình vẽ sẽ tương ứng với trường hợp bằng nhau nào của hai tam giác. Ở hình 1, hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Ở hình 2, hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Và ở hình 3, hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc. Ở hình 4, đây là hai tam giác vuông. Chúng bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền, cạnh góc vuông. Ở hình 5, đây cũng là tam giác vuông. Và hai tam giác vuông này bằng nhau theo trường hợp hai cạnh góc vuông. Ở hình 6, hai tam giác vuông này sẽ đồng dạng với nhau theo trường hợp cạnh góc vuông và góc nhọn kề cạnh ấy. Ở hình 7, hai tam giác vuông này sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền, góc nhọn. Các em lưu ý cho cô, trường hợp cạnh huyền, cạnh góc vuông được suy ra từ trường hợp cạnh 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 và định lý Pythagore. Còn trường hợp hai cạnh góc vuông được suy ra từ trường hợp cạnh góc cạnh kết hợp với định lý tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông bằng 90 độ. Nội dung tiếp theo ta nhắc lại là định lý Pythagore. Định lý Pythagore thuận. Định lý phát biểu như sau. Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông. Như vậy, ta có tam giác ABC vuông tại A. Khi đó thì BC bình sẽ bằng AB bình cộng AC bình. Nội dung thứ hai, định lý Pythagore đảo. Định lý phát biểu như sau. Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông. Vậy thì nếu tam giác ABC có BC bình bằng AB bình cộng AC bình thì ta suy ra được tam giác ABC đó là tam giác vuông tại A.
A. Vận dụng. Các em hãy tìm x, y trong hình vẽ sau. Ta sẽ vận dụng định lý Pythagore để giải bài toán này. Ở hình A, tam giác MNP vuông tại M có NP bình bằng MN bình cộng MB bình theo định lý Pythagore. Vậy thì thay số vào ta được x bình bằng 12 bình cộng 5 bình bằng 169. Vì NB là độ dài đoạn thẳng, do đó x sẽ bằng căn bậc 2 của 169 và bằng 13 cm. Vậy x bằng 13 cm. Ở hình tiếp theo, tam giác DEF là tam giác vuông tại D. Vậy theo định lý Pythagore ta có EF bình bằng DE bình cộng DF bình. Thay số liệu vào ta được 10 bình bằng Y bình cộng 8 bình. Rút Y bình ra ta được 10 bình trừ 8 bình bằng 36. Vậy Y sẽ bằng căn của 36 và bằng 6 cm. Ta sang bài toán số 4. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm M. Trên tia đối của tia CB lấy điểm N. Sao cho BM bằng CN. Kẻ BH vuông góc với AM. H thuộc AM. Và kẻ CK vuông góc với AN. K thuộc AN. Gọi O là giao điểm của HB và CK. Câu A, chứng minh tam giác AMN là tam giác cân. Câu B, chứng minh BH bằng CK. Câu C, tam giác OBC là tam giác gì? Vì sao? Trước hết, ta vẽ hình ghi giả thiết kết luận. Theo đề bài thì ta đã dựng được hình và viết giả thiết kết luận. Bây giờ ta thực hiện yêu cầu của bài toán. Câu A, chứng minh tam giác AMN cân. Quan sát hình vẽ, ta dự đoán được rằng tam giác AMN là tam giác cân tại A. Vậy ta cần chứng minh hai cạnh bên AM và AN bằng nhau, hoặc ta chứng minh góc M bằng góc N. Ở đây, cô sẽ hướng dẫn các em chứng minh tam giác AMN cân dựa vào hai cạnh bằng nhau là AM và AN. Tam giác ABC là tam giác cân tại A, do đó ta suy ra được hai cạnh bên AB và AC bằng nhau. Hai góc ở đáy là góc ABC bằng góc ACB. Vì góc ABM là góc ngoài của tam giác ABC tại B và góc ACN là góc ngoài của tam giác ABC tại C, mà góc ABC sẽ bằng góc ACB, do đó ta suy được góc ABM bằng góc ACN. Ta tiến hành xét tam giác ABM và tam giác ACN. Có AB bằng AC, góc ABM bằng góc ACN, cạnh MB bằng cạnh CN. Vậy ta suy ra được tam giác ABM bằng tam giác ACN theo trường hợp cạnh góc cạnh. Từ đây ta suy ra được cạnh AM bằng cạnh AN, hai cạnh tương ứng. Tam giác AMN có AM bằng AN. Vậy tam giác AMN là tam giác cân tại A. Sang câu B. Chứng minh BH bằng CK. Để chứng minh hai cạnh bằng nhau, thông thường chúng ta chứng minh hai tam giác chứa hai cạnh đó bằng nhau. Dựa vào dữ kiện bài toán, ta sẽ chứng minh hai tam giác vuông HBM và tam giác KCN bằng nhau.
Hai tam giác này có hai cạnh huyền bằng nhau là MB và NC. Vậy ta cần thêm một yếu tố nữa là một cặp góc nhọn bằng nhau, hoặc là một cặp cạnh góc vuông bằng nhau. Ở đây ta chọn cặp góc nhọn bằng nhau là góc M và góc N. Bài toán chứng minh như sau. Tam giác ABM bằng tam giác ACN. Theo chứng minh trên, ta suy ra được góc M bằng góc N, hai góc tương ứng. Xét tam giác HBM và tam giác KCN. Có góc MHB bằng góc NKC 90 độ. Cạnh MB bằng cạnh NC. Giải thiết góc M bằng góc N, chứng minh trên. Suy ra được tam giác HBM bằng tam giác KCN theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Từ đây ta suy ra được cạnh BH bằng cạnh CK, hai cạnh tương ứng. Câu C. Tam giác OBC là tam giác gì? Vì sao? Dựa vào hình vẽ, ta dự đoán được tam giác OBC là tam giác cân tại O. Có nghĩa là ta phải chứng minh OB bằng OC hoặc góc OBC bằng góc OCB. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em chứng minh tam giác OBC cân tại O dựa vào hai góc bằng nhau. Ta có tam giác HBM bằng tam giác KCN, chứng minh trên. Vì vậy ta suy ra được góc HBM bằng góc KCN, hai góc tương ứng. Mà góc HBM lại bằng góc OBC vì đây là hai góc đối đỉnh. Và góc KCN bằng góc OCB, đây cũng là hai góc đối đỉnh. Vì vậy mà góc OBC sẽ bằng góc OCB. Tam giác OBC có hai góc OBC bằng góc OCB. Vậy thì tam giác OBC sẽ là tam giác cân tại O. Bây giờ các em hãy cùng cô tham gia hỏi đáp nhanh trong trò chơi sau. Qua trò chơi vừa rồi, các em cũng đã nắm lại được một số kiến thức trong chương 2. Các em hãy ôn tập thật kỹ để được kết quả tốt nhất nhé. Về nhà, các em cần ôn tập kỹ bài để có thể làm tốt bài kiểm tra một tiết và tiết sau. Sau hướng dẫn về nhà là bài kiểm tra một tiết. Các em hoàn thành vào giấy, ghi rõ họ tên và lớp, rồi gửi bài về cho giáo viên bộ môn toán theo thông tin cô cho ở trên. Sau đây là đề kiểm tra mục tiết. Các em cần đọc kỹ đề, vẽ hình chính xác và làm bài cẩn thận.
Bài học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô chúc các em luôn khỏe. Chào tạm biệt.